Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thành công lễ hội cá tra lần thứ nhất với chủ đề Tiên phong bước phá. Năm nay, lễ hội cá tra lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 17 tháng 11 năm 2024 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự với chủ đề Cá tra Đồng Tháp, Hành trình xanh, Giá trị xanh. Ngày hội cá tra Đồng Tháp năm 2024 quy mô cấp tỉnh với sự tham dự của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh có sản xuất cá tra gồm An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, dân dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, người nuôi trồng thủy sản, nhà cung ứng vật tư đầu vào chế biến và tiêu thụ ngành hàng cá tra trong tỉnh khu vực. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ bao gồm nhiều chương trình như khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại biên giới, hội thi ẩm thực các món ngon từ cá tra không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm ô cớp tiêu biểu gắn giới chuỗi giá trị ngành hàng cá tra, đêm văn nghệ truyền thống ngành hàng cá tra, hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2024 và bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2025.